Dạ vâng, em xin chào quý vị các bạn, quay trở lại với video của em tiếp theo trên kênh Lục Ngạn Quê Tôi buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay hiện tại thì hôm nay em thay đổi địa điểm đi cập nhật thông tin giá vải ở khu vực, ở đây là khu vực ngã ba Cầu Trắng của xã Phong Vân. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 7 phút chủ nhật ngày 9 tháng 7. Hôm nay em lên trên khu vực trên này cập nhật cái giá vải của bà con nông dân đi bán vải trên này nhé quý vị các bạn. Thì cái hướng đường chỗ này là cái khu vực lên Phong Minh, Sa Lý này. Ở đây là trên những cái điểm vùng cao bà con đi bán vải cuối vụ, như ở dưới em là cuối vụ nhưng mà ở trên này là vải nó chín muộn hơn. Hôm nay em lên trên này cập nhật xem cái giá vải như thế nào nhé quý vị các bạn nhé. Ở đây mình thấy là đa số là xe bò, xe cóc này, không biết là trả bao nhiêu tiền những cái sọt vải này. Đây, bác đi bán vải sáng tinh mơ luôn. Và cái này họ trả bác bao nhiêu tiền đây ạ? 12. Này, ở khu này, trong này ra chủ yếu là khu vực Phong Vân, Phong Vân, Phong Minh và Sa Lý nha quý vị các bạn. Đây, sáng tinh mơ đây, mọi người đang đứng sọt đây này, trả để xem là các thương lái trả giá như thế nào đây. Thật sự em dậy từ 4 giờ để đi lên khu vực trên này để cập nhật cái giá vải. Còn ở dưới phi điền thì bây giờ cũng thưa vải rồi, nên là mình sẽ di chuyển cái những nơi địa điểm còn nhiều vải để cập nhật cho mọi người cùng xem. Ôi, đây gặp thằng bạn đây, bố Giái. Chả bao nhiêu cao rồi? 24.000 2 cân. 36.000 3 cân. Đây vải Sa Lý. 12k. Chưa bán à? Nay ở dưới hết rồi, còn trên cuối. Hút đi, hút. 12 mà vào hàng tàu là chịu vào hàng miền Nam. Đúng rồi. Mười hai k. Cái vải rất là đẹp luôn. Thấy tươi tỉnh như cười, cứ thấy cười tươi là thích là sướng rồi đúng không? Hàng này là hàng nội địa ở trong nước à hay là Vâng, hiện tại mình thấy ở khu vực đây rất là nhiều vải ra nha quý vị các bạn. Rất là nhiều vải luôn. Thương lái cũng, bây giờ cũng nhiều, đang đi xem những sọt vải của bà con để trả giá. Nhưng mình thấy ở đây là những các bác ở đây là đều trả giá là 12k. Chắc là cái hàng, chắc là hàng miền Nam. Vải Phong Minh. Rất là đẹp luôn. Mười một tiền. Ở đây chủ yếu là các xe bo, xe cóc của quý vị các bạn ấy. Mình phải ra cái khu vực ngã ba ngoài Cầu Trắng ở phía bên ngoài kia thì mới có một cái điểm cửa cân ở đấy. Lại gặp thằng em đấy.
xem là này bán bao nhiêu tiền nào. Mười hai ca anh tuyệt. Dũng trả bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? 10.000 rồi. 10k. Hôm nay anh vào đưa vào trong kia nhá. Ở đây là cái khu địa điểm mà vào hướng Phong Minh ra rất là nhiều vải quý các bạn. Mình thấy ở đây nhiều vải không? Dưới mình thì bây giờ là khu vực Phì Điền dưới mình ấy thì bây giờ nó thưa vải lắm. Nó không được nhộn nhịp nữa. Ở Trung Quốc thì ở dưới đấy thì nó chỉ cần 1-2 buổi nó để cho đủ xe là nó cũng rút về bên nước rồi. Thì thường là rất là nhiều ở đây. Như cái ở đây thì nó cũng tùy theo vải, đá tràm tràm thì nó cũng 10k, 11, 12k. Cứ phải đi theo chân những người đẹp này mua vải nó mới hay. Bao nhiêu ở dây thiểu? Em bỏ 12 đi. 12 à? Được. 12k. Vải rất to luôn, quả to à. Ở đây mình thấy giá là 12k. Đây quý vị các bạn nhìn thấy toàn là xe bo, xe cóc này. Rất là nhiều luôn. Quý vị các bạn nhìn thấy là toàn là thương lái đang đi xem vải từng sọt một để trả giá cho bà con. Nhưng mà ở đây mình nghĩ thì là đây là chủ yếu là những cái hàng chợ, chứ còn hàng xuất khẩu thì nó một khác. Tranh nhau. Bây giờ chủ yếu là cái giá cả nó phù hợp với bà con thì bà con cũng bán thôi, nhưng mà cái giá cả nó không phù hợp với vải nên là mọi người không bán. Được bao nhiêu? 2 rồi. Nó chàm, đã chàm. Vải nhà ông ngoại đấy. Vải đẹp đây. Bình thường anh ạ. Cái này trả bao nhiêu tiền này anh? Cái này trả 10k. Không lên được. Cái này là hàng xuất nội địa trong nước. Miền Nam thôi. Miền Nam. Này phải mua được giá cao cao lên tí, khoảng 12-15 nghìn trở lên thì bà con mới ổn định để chăm sóc cây vải và cũng như là để chi trả cái tiền phân do thuốc thuốc sâu. Nên giá rẻ quá thì cũng bà con cũng rất là khổ. Bởi vì làm một năm chỉ có một mùa thôi. Ở đây mình thấy không thấy thôi cửa cân nào, cửa cân mà hàng giá đỉnh một tí để cập nhật cho bà con, nhưng mà ở đây lại không thấy có cửa cân nào giá đỉnh một tí. Toàn hàng 10.000, 12.000 thôi, 13. Hết áo tràm
khu vực ngoài ngã ba này quý vị các bạn, giáp đường với đường quốc lộ 279, và hướng đường lên trên này là khu vực Tân Sơn Cấm Sơn, và tiếp đó là lên đến Đồng Mỏ, Chi Lăng Đồng Mỏ là lên đến Lạng Sơn. Nói chung là cái giá vải chung chung ở đây thì thường nãy mua rất là ok, nhưng mà mỗi tội cái giá nó hơi thấp một chút. Phong Vân đây mình thấy có một điểm đây này. Điểm này một cửa cân đây này. Đây là một điểm cửa cân, và bên cạnh ngã ba này có một cửa nữa này. Hàng này không biết là hàng cân, hàng tàu hay là hàng Việt đây. Hôm nay mình mới di chuyển lên đây lần đầu tiên, cập nhật thông tin giá vải ở trên này. Mười hai k sọt đẹp như này với giá 12, quý vị các bạn. Chủ yếu là toàn xe cân, xe cóc nhiều, xe cóc xe bo nhiều, không thấy cửa cân mấy. Thưa quý vị, nhìn thấy đào thấy xe cóc nhiều dọc đây, khu vực tuyến đường này. Trả bao tiền rồi? 13 hàng xốp đây. Hàng xốp à? 12 hàng xe cóc. Đỉnh nhất là gì đó? Hôm nay đỉnh ở đây có đến 13 ấy. 13 hàng xốp bán 12 hàng xe cóc luôn. Chịu mất một giá. Giá 13 shop này đỉnh nhất này, khu vực này mình thấy là từ giá 10.000 cho đến giá 13. Đấy, hàng đá chạm này giá 11 này quý vị các bạn. 11k. Đá chạm. Thành châu Quế. Đây cần xe cóc. Cóc này chắc là di chuyển về khu vực nào đây? Này không có cái cây khiêng này mỏi lắm. Lùi giữa lên. Lùi giữa lên. Úi giời. Lại gặp các idol ở đây rồi. Các idol. Giá 10k, nhưng mà cái hàng này nó quá bé một tí thôi, giá 10k. Rồi ở đây thì hiện tại bây giờ mình thấy là khá là nhiều vải bà con trả ra, nhưng mà đa số là toàn từ hàng 10k cho đến 13k. 13k là cái hàng đi shop, còn 12k là cái hàng mà đi nhặt như này này quý các bạn. 11, 12 là nhặt như này vứt lên xe hàng. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn, đây là cái điểm cửa cân ở chỗ ngã ba cầu Trắng này, là đóng bằng cái thùng khay nhựa này. Đấy. Còn ở bên kia mới là thùng đóng thùng xốp. Ở đây không biết là cái giá vải như nào đây. Đóng cái hàng như này mình vào đây hỏi các bác ở trong này bán bao tiền thì
cái hàng đóng như này. Này đóng bao nhiêu bác? Cái này hàng này bao tiền đấy ạ? 11k. Chưa được đến 12. Thế phải gạ gạ thêm nữa cho nó được. Vâng. Đây bây giờ khu vực ngã ba này rất là nhiều này. Rất là nhiều vải luôn. Đấu giá lên đi. Đấu giá vải lên như này. Này đang trả hàng nội địa giá 13k này quý vị các bạn. Ở đây thương lái rất là nhiều. Khu vực ngã ba này mà vải cũng rất là nhiều. Nhưng mà chưa trả được cái giá cao cho bà con như mong muốn. Bây giờ cháu bảo này chú, nếu mà trả 13 ông bán, trả hẳn 15 xem có bán không. À không mua được 15 rồi. Ở đây chủ yếu là hàng nội địa nhiều đâu. Không thấy cái hàng xuất khẩu. Không có. Gạ sau 1 mét. Nếu mà giá mà 10k thì cũng được thì trả thêm 12k cho bà con thì ok ngay nhỉ. Lúc đấy thì không phải lăn tăn gì nữa. Vất xuống đây ạ. Vất xuống đây. Đây hàng nội địa ở đây. Cần với cái giá vải nó rẻ rẻ nội địa đây, cứ xếp cứ đầy không lại tựa lại đóng lên thùng lên xe đâu. Nó không phải như là hàng xuất khẩu. Thưa quý các bạn, đây là cái hàng xốp này. Đây cả cân hàng xốp này thì không biết được bao nhiêu tiền. Hàng này bao nhiêu tiền đây anh? 12 à? Đây là hàng xốp ở cửa cân ở bên trong đoạn ngã ba một xíu quý vị các bạn nhé. Đây xoạt này giá 12 này quý vị các bạn. Hàng nội địa. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra bên khu vực bên ngoài ngã ba này xem nào. Ở trong đoạn này bây giờ vãn vải hơn rồi. Hầu như chỉ ồ ạt một lúc thôi là thưa. Bây giờ chủ yếu ở bên ngoài ngã ba này đứng nhiều hơn. Thương lái cũng tranh nhau mua luôn. Quý vị các bạn, cái giá vải nó chung chung này cũng rất là dễ mua, dễ bán thôi. Bán hay không thì cũng là do hai bên thỏa thuận để trao đổi bán thôi, chứ còn nói chung là cái giá vải như này ở trên này là chung chung rồi, giá chung cao từ giá từ khởi điểm từ 10k cho đến 13k. Hôm qua bán 20 chắc để mang lên Tân Sơn rồi. Sơn vải bán được không? Sơn quá to. Đúng rồi, trên đấy quả to rồi. Hàng này bao tiền rồi bác? 11. 11 à? Cứ tưởng phiếu 20. Cứ tưởng phiếu 20. Ở trong này không biết là cân hàng xốp này. Hàng xốp sao quý vị các bạn? Một thì hơi rẻ.
Ở đây là rất là đông rồi. Ở phía trên đường vào Phong Minh này bây giờ cũng thưa vải quý vị các bạn. Bầu như tổ ong. Trả được bao nhiêu tiền rồi? Thế à? Vâng. Đây, như cái xoạt này đẹp. Xoạt này đẹp này, quả to này. Biết rồi. Cậu Dũng bán bao nhiêu rồi? Cậu Dũng đang nghiên cứu giá cả. Dạ vâng, hôm nay em cũng lên tham khảo khu vực giá vải ở trên cầu Trắng Phong Vân, ba cầu Trắng Phong Vân nhé quý vị các bạn nhé. Bây giờ em cũng xin phép là kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Mọi người xem video thì mình cho mình xin một lượt like và cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo nhé mọi người nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo lần sau. Xin chào.